thêm 500 nhân sức. Và đấy là cái điều mà chứng minh chúng ta thấy là cái cách đi của ta đúng và cái hướng phát triển của chúng ta đang rất hợp với thời đại. Đấy. Và khi mà được sự ghi nhận cũng như là bên MFB, trong đấy có anh Hùng với các anh chị của đây, đấy là chúng tôi đang là một đơn vị phù hợp để hợp tác, thì có một cái buổi nghị tiết rất là đầm ấm, rất là dựa trên tinh thần là rất là tôn trọng lẫn nhau. Thì em cũng biết nói gì hơn là rất là cảm ơn các anh chị của MFB, rất là cảm ơn anh em đã cùng chúng em, chúng ta đã chiến đấu hết mình trong 2 năm vừa rồi để mà bây giờ chúng ta càng ngày chúng ta càng có những cái bước phát triển hơn, chuyên nghiệp hóa hơn, rồi có thêm nhiều cơ hội hơn, rồi cũng là nhiều giải pháp để phục vụ khách hàng tốt hơn. Và chắc chắn là càng ngày thì khách hàng của chúng em sau khi mà ký kết với MFB xong thì sẽ được phục vụ nhanh hơn. Chương trình vay ưu đãi chỉ còn có 6,5% một năm thôi. Cái này thì cán bộ công nhân viên chúng em là cũng đã được hưởng lợi khi mà đầu tư vào sản phẩm công ty. Đúng không? Chúng ta một năm sản phẩm ta kiểu gì chẳng phải lãi được 20%. Thì vay MFB có 6,5%. Đấy, thế là trong một năm đấy lại bán sản phẩm của mình luôn. Thế là một năm có 10% đi. Đúng không ạ? Thế thì có khi nó còn hơn cả cái việc của chúng ta đi làm bình thường lấy lương. Đấy là những cái cơ hội mà cán bộ công nhân viên chúng ta đang có. Và bản thân anh chắc cũng sẽ phải vay.